Hôm nay quay cho anh em xem con xe bánh xích chở hàng máy dầu nha. Đợt này gần Tết mình nhập về bánh xích chạy dầu nhiều. Con này trọng tải nó chở cũng được cỡ chắc cũng cỡ mấy trên 500 kg á. Hộp số nó đây. Con này mình chưa dọn nha anh em, chưa rửa gì hết, vẫn còn tà bậy. Vivo mấy cái này chở vật liệu, chở lúa rồi chứ ruộng đồ bao mặn rồi bản mâm bánh này rất là đủ. Thay xích thay đồ thì đơn giản luôn, tháo một cái đẩy cái là ok, con này dễ thay xích luôn. Rồi anh em nào muốn mua thì liên hệ cho mình số điện thoại trên video nha.